Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình thanh niên. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11 đã xác định tuổi trẻ sáng tạo là một phong trào hành động cách mạng của đoàn, tạo điều kiện để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo mọi lúc mọi nơi để đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên tinh thần đó, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ cam kết triển khai trong giai đoạn 2016-2020, tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên, trí thức trẻ thực hiện, đề xuất các công trình sáng kiến, góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo. Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục ra đời nhằm cụ thể hóa phong trào tuổi trẻ sáng tạo mà nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc đã ban hành, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đoàn viên thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng sáng kiến. Qua 3 năm triển khai, từ năm 2016 đến nay, với nhiều công trình sáng kiến tiêu biểu được áp dụng vào thực tiễn, đã được sự đón nhận tích cực từ người học, thầy cô giáo, phụ huynh. Đây là công trình thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc hội chứng Down học đọc thông qua các chủ đề của kỹ năng sống, là một trong 4 công trình xuất sắc nhất từ chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018. Là một trong 4 công trình xuất sắc nhất. Cái thiết bị của tôi đấy là có 3 chức năng. Thứ nhất là hỗ trợ cho trẻ học chữ cái. Và thứ hai là thông qua việc học chữ cái đấy thì giúp cho trẻ học được các kỹ năng sống. Và thứ ba là thiết kế cái chương trình nó phù hợp với cái đặc điểm tâm sinh lý của trẻ Down và giúp cho trẻ Down có thể thích thú trong quá trình tham gia học tập. Và đặc biệt là khi mà tham gia học tập thì trẻ được tương tác trên một cái thảm có gắn sỏi, thì việc mà vận động trên thảm có gắn sỏi thì giúp cho trẻ phát triển các kỹ năng thô và cũng như là rèn luyện sức khỏe. Điều đáng mừng là hầu hết các công trình đạt giải đều được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Một số công trình như đèn học thông minh The Smart Light công nghệ 4.0 IoT nhận được đầu tư của một số nhà đầu tư trong và ngoài nước, hiện đang xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Công trình thiết kế chế tạo một số thiết bị thí nghiệm mới phần cảm ứng điện từ để sử dụng trong dạy học vật lý ở trường phổ thông được đưa vào sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017. Trong thời gian tới đây, công trình VEC, hệ thống xác thực trình độ học vấn bằng công nghệ blockchain của nhóm tác giả Lê Yến Thanh, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Lâm Ngọc Bích đến từ thành phố Hồ Chí Minh được hoàn thiện sẽ tăng tính bảo mật của các bài thi, giải pháp tối ưu chống gian lận thi cử. Dự án của tụi em là mang tính mới, sáng tạo, tại vì đó giờ là chưa có ai dám làm thử trên blockchain cả. Dự án của tụi em giúp được cho cái hệ thống giáo dục hiện tại là ở cái vấn đề là gian lận thi cử ở Hà Giang. Đó là cái vấn đề tụi em muốn giải quyết. Thì đây là cái platform mà khi mà chị làm bài test ở trên đó thì nó sẽ lưu trữ lại dữ liệu và cũng như là không ai có thể thay đổi được nó, tại vì nó trên blockchain cho nên là cái tính xác thực của nó rất là cao. Bên cạnh đó thì cái chi phí mà làm bài test nó chỉ bằng 1/3 chi phí mà làm bài kiểm tra bình thường trên giấy. Đối với Tri thức trẻ vì giáo dục, việc hỗ trợ ứng dụng các công trình cũng quan trọng không kém việc tìm kiếm các ý tưởng hay cho ngành giáo dục. Để các ý tưởng hay có thể đi xa hơn, ngoài nỗ lực của Tri thức trẻ vì giáo dục, rất cần sự chung tay góp sức của các nguồn lực xã hội. Mỗi năm, Tập đoàn Thiên Long không chỉ dừng lại ở nhà tài trợ chính cho cuộc thi, mà còn đóng vai trò là người đồng hành cùng với các tác giả lên phương án và trực tiếp hỗ trợ kinh phí cho một số công trình, cũng như trở thành cầu nối giữa nhiều tác giả với các đơn vị khác để sớm thực hiện hóa các ý tưởng. Rõ ràng là với sự quan tâm và chung sức của toàn xã hội, trí tuệ và tâm huyết của người trẻ mới không hoài phí và học sinh mới có cơ hội tiếp cận những phương pháp dụng cụ giáo dục hay. Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019 bắt đầu nhận các công trình dự thi từ ngày 2 tháng 5 năm 2019 đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. Đối tượng là công dân Việt Nam dưới 35 tuổi đang sinh sống trong và ngoài nước. Chương trình tiếp tục tìm kiếm các công trình sáng kiến thuộc 3 nhóm nội dung: đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập nghiên cứu, công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Các công trình sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính mới và tính khả thi bởi hội đồng các giám khảo có uy tín trong lĩnh vực giảng dạy, quản lý giáo dục, phản biện xã hội. Hàng tháng sẽ có bình chọn trên website
www.chithuctre.doanthanhniên.vn. Giải thưởng sẽ được trao tặng cho tối đa 5 công trình sáng kiến xuất sắc tiêu biểu. Phần thưởng gồm kỷ niệm chương tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 100 triệu đồng cho một công trình sáng kiến cùng nhiều giải thưởng khác. Chương trình Tri thức trẻ Vì giáo dục năm 2019, ban tổ chức sẽ tập trung vào 3 nội dung mới. Thứ nhất là hoạt động mà mình tổ chức các hội thảo chuyên đề ở trong 5 trường đại học lớn trên toàn quốc, để mục đích là mình để giải đáp những cái nội dung của chương trình, giải đáp những thắc mắc, và qua đó là mình tiếp thu những ý kiến đóng góp của các tác giả, các cơ quan ban ngành. Thứ hai, mình tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về, đặc biệt cho đối tượng ngoài ngành giáo dục. Thì những năm qua đó, thì các đối tượng mà cái tác phẩm càng ngày càng nhiều, chất lượng tác phẩm ngày càng tăng, nhưng mà đa số phần lớn vẫn nằm trong ngành khối giáo dục. Thì mình muốn tuyên truyền những hoạt động qua các kênh truyền thông kỹ thuật số, qua những cái hoạt động khác để cho những cái nhóm đối tượng ngoài ngành tham gia nhiều hơn. Thứ ba là mình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động để hỗ trợ cho các công trình, kêu gọi các nguồn lực của xã hội, các nhà đầu tư, các doanh nhân, các tổ chức để giúp cho công trình ứng dụng vào cuộc sống. Ban tổ chức mong muốn chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2019 sẽ là mũi nhọn tiên phong trong việc tham gia đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo của đoàn, với nhiều công trình sáng kiến có tính chất đột phá, áp dụng rộng rãi hơn, mang lại hiệu quả học tập, nghiên cứu cao hơn cho người học, giáo viên.